Ngày 3 tháng 2, Giáo hội Kính Thánh Blasio, Saint Blaise, Giám mục Tử đạo. Ngài là đấng bảo trợ của loài thú hoang và những người mắc bệnh về cổ họng. Thánh Blasio sống vào thế kỷ thứ tư. Có vài người nói rằng Thánh Blasio xuất thân trong một gia đình giàu có và được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo từ rất sớm. Khi còn trẻ, lúc nào thánh nhân cũng nghĩ tưởng về những nỗi khổ đau phiền muộn. Rồi dần dà ngài bắt đầu nhận ra rằng chỉ có những niềm vui thiêng liêng mới thực sự có thể làm cho người ta được hạnh phúc. Sau đó ngài quyết định theo con đường tu trì làm linh mục và rồi làm giám mục giáo phận Sebaste ở Armenia, ngày nay người ta gọi miền đất này là Thổ Nhĩ Kỳ. Có nhiều câu chuyện vây quanh Thánh Blasio. Ngài là giám mục Sebaste, miền Armenia. Ngài hiến cả xác hồn cho dân chúng, nhất là dân nghèo. Ngài đã học nghề thuốc, nhưng không bao giờ chữa bệnh cho ai mà không xin Chúa giúp trước đã. Dường như vị y sĩ vĩ đại này muốn nói rằng, tôi băng bó cho họ nhưng Thiên Chúa chữa lành cho họ. Ngài giao giảng, dạy dỗ, nhưng không có bài học nào hay hơn chính gương mẫu đời ngài. Năm 315, một cuộc bách hại bùng ra dưới triều đại vua Lusinio. Đức giám mục giúp đỡ các vị tử đạo. Rồi để trốn thoát các kẻ thù địch, ngài ẩn mình ở hang núi Agea, là nơi ngài sống bằng rễ cây và nước lã. Thú rừng thân tình bao quanh ngài và ngài chữa lành cho những con bệnh tật. Mỗi ngày một đông thú vật chúng tuốn đến với ngài. Nếu thấy ngài đang cầu nguyện, chúng lặng lẽ không ngăn trở và đợi cho đến khi ngài cầu nguyện xong. Khi đó thánh nhân quay lại với đoàn vật và chúc lành cho chúng và đoàn vật mãn nguyện trở lại sa mạc. Thời đó Agricola là quan cai trị Cappadocia tìm thú rừng sống trong các khu rừng gần Sebaste để xé xác các Kitô hữu. Đoàn người đi săn ngạc nhiên khi thấy cả bầy sói, gấu, sư tử trong một cái hang vây quanh một người đang cầu nguyện. Họ vội về báo tin cho Agricola và ông này đã truyền bắt vị tu rừng này. Thấy binh sĩ của nhà vua, Thánh Blasio bình thản nói, tôi đã sẵn sàng. Đêm qua Chúa hiện ra và nói với tôi là ngài ưng nhận lễ hy sinh của tôi. Trên đường ngài đi qua, dân chúng tuôn đến. Trong số ấy có cả các lương dân. Họ khóc lóc xin người chúc lành. Một người mẹ đặt đứa trẻ đang hấp hối dưới chân Thánh Blasio và nhìn trời bà la. Lạy Chúa nhân từ, xin đừng bỏ qua lời cầu của tôi tớ ngài. Xin hãy trả lại sức khỏe cho tạo vật bé bỏng của ngài. Thánh Blasio cúi xuống đứa trẻ hấp hối, cầu nguyện. Trời cao đã nghe ngài, và người mẹ hân hoan đón nhận lại đứa con tràn đầy sức sống. Khi Đức Giám mục Blasio xuất hiện, quan Agricola đưa ra nhiều hứa hẹn lẫn lời đe dọa. Nhưng điều này đã luống công. Thánh nhân nói, tôi không sợ các cực hình ngài đe dọa vì thân xác tôi nằm trong tay ngài, nhưng linh hồn tôi thì không. Ngài đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị tống ngục. Các Kitô hữu tới thăm, ngài an ủi khích lệ và chữa lành cho họ. Ngài đã giải cứu cho một đứa trẻ gần ngộp thở vì mắc xương cá. Vì kỷ niệm này và cũng vì lời cầu nguyện sau cùng khi đưa cổ cho lý hình, Thánh Blasio được kêu cầu cách đặc biệt để xin ngài chữa lành các bệnh nhân đau cổ họng. Dù khi còn trong lao tù, vị giám mục thánh thiện đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Không nhục hình tra tấn nào có thể khiến thánh nhân chối bỏ niềm tin vào Đức Chúa Giêsu. Thánh Blasio bị xử trảm vào năm 316.
Những tường thuật về các phép lạ đi kèm với cái chết của ngài thành ra sản truyền tụng rất được các giáo phụ ưa thích. Sau mỗi cuộc tra xét với một cực hình mới lại có một phép lạ đánh dấu cuộc trở lại ngay trong phòng giam của ngài. Phép lạ lừng danh nhất là phép lạ về ngẫu tượng. Các Kitô hữu đến săn sóc những vết thương cho ngài, đã ném xuống hồ các thần tượng của nhà cầm quyền. Họ bị tố giác và chịu tử dạo. Thánh Blasio cũng bị kết án dìm vào hồ này. Nhưng ngài làm dấu thánh giá và đi trên mặt nước. Rồi ngài mời các quan tòa đi theo để minh chứng uy quyền các thần linh họ thờ. Những người nhận lời bị chết chìm ngay. Vị tử đạo vừa mới cho thấy vinh quang Thiên Chúa, liền được một thiên thần mời trở lại bờ hồ để chịu cực hình. Ngài vâng lời ngay. Quan Agricola bối rối liền truyền chém đầu ngài. Thánh Blasio trước khi chết đã nài xin Chúa tỏ lòng nhân từ với những ai nhờ lời ngài bầu cử mà xin cứu giúp. Video đến đây là kết thúc. Quý ông bà và anh chị em thấy video hay và ý nghĩa, vui lòng cho chúng con một like, một đăng ký kênh để chúng con có động lực ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.